hắn cao ấy. Phú vừa thở cao lắm rồi đi nào. Anh bảo Huynh ra đây làm à? Đâu, tôi ra xem tưởng cái nước nó xuống rồi, ra xem là cái điểm ấy được chơi, mình bảo anh kia ra làm cho nó dễ. Nhưng mà đây đặt đấy ngon quá gì đó. Thì tôi bảo đặt đấy, nhưng mà tôi bảo ông Hạnh, tôi đứng trên bờ, tôi lúc chưa ông chưa đi, tôi tưởng ông tưởng đi được. Thì tôi bảo là, tôi bảo để yên cái thế này là đỗ này là đẹp rồi. Thế là ông bảo tí nữa cứ làm đi, một hai tiếng quay lại bảo có quay vào mặt địt mà. Vừa lấy ra kéo ra được chốc vào khứt. Qua ông có lên đều hay tối có lên đều đó. Này trên bờ em yêu em ơi chút à. Hôm qua mấy giờ thằng kia nó xong? Tối. Làm thông nhịp mẹ mày từ đấy đó đến mày gần 7 giờ. Máy nóng re nên mình bảo nhịp mẹ mày đánh vào cho nghỉ. Không, máy này nhịp mẹ làm cái này cũng chết dở. Ông ấy đéo biết giữ máy, nhịp mẹ rồi làm bao hôm lại ra rồi nhịp mẹ đến lúc ấy lại quá tội. Kè thì kè bên trong kè sâu vết đúng không?